Đừng bảo đằng sách nha. Đừng bảo đằng sách nha. Đằng sách là đằng ai? Đằng sách là em hay đọc, không đọc sách được đâu, cứ bị không có quà nữa. Quà gì mới nhận cái quà tôi ạch kia, quà cát gì trời ơi, quà kia khác cuối năm. Xin chào quý vị khán giả đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Ngày hôm nay thì Hùng mới quay trở lại làm video cho cả nhà xem. Ngày hôm nay thì là ngày lễ Giáng sinh, và Hùng cũng đã nghĩ ra được một món quà để tặng vợ. Đối với mọi người thì Hùng không biết món quà thì cần phải là giá trị hay là như thế nào, nhưng mà riêng đối với Hùng thì món quà có ý nghĩa là món quà mà thiết thực đối với người nhận, và người nhận đang cần ngay lúc đó luôn. Thế thì Hùng đã nghĩ ra được món quà, và tí nữa thì sẽ chờ My đi làm về, và Hùng sẽ tặng món quà đấy, xem phản ứng My như nào cả nhà nhá. Và bây giờ thì mời cả nhà cùng đón xem nhá. Kệ. Không ngủ quá. Hôm nay Noel mà tối nay 24 Noel mà em không tặng anh gì à? Hả? Tặng một cái đấm. Tặng cái gì? Tặng một cái đấm. Em có cần cái đấm không? Anh tặng cho em rất là nhiều luôn. Anh có rất là nhiều cái đấm. Anh đòi thì em tặng, chứ còn em đâu có đòi đâu. Yeah. Em đâu có đòi quà đâu. Thế nào em đòi quà thì anh tặng em một cái đấm, còn cái này em không đòi. Em vừa bảo tặng anh cái đấm thì anh tặng em cái đấm được không? Không, nhưng mà em không có đòi quà. Có quà cho em này. Sorry đang nhá. Quà đồng chí à? Quà, cẩn thận hàng dễ vỡ. Quà đồng chí. Em đoán đi, em đoán được cái gì không? Gì nha? Nặng nặng nhiều giống như quyển sách đi. Đừng bảo đằng sách. Đừng bảo đằng sách nha. Tặng sách là tặng ai? Tặng sách là em hay đọc, không đọc sách được đâu, cứ bị không có quà nữa. Quà gì mới nhận cái quà tôi ạch kia, quà cát gì trời ơi, quà kia khác cuối năm, cuối năm cuối mở như thế này. Cái gì đây? Hộp cơm hả? Hộp cơm hả? Hộp cơm. À, hôm bữa trước em đập hai hộp gì? Bây giờ mua hộp cơm hả? Ừ. Ôi, cái này tiện này. Cái này tiện này. Nó có cơm, có rau, có đồ xào nha. Biết em đập mấy cái bây giờ là tặng cái hộp cơm à. Nhưng mà em anh tặng quà cho em nhiều lắm, nhưng mà em có quà gì tặng anh đâu. Không cần. Buồn không? Không. Thật. Thích không? Có. Yeah. Hôm qua nhưng mà em cầm nó to quá, kiểu như là em sợ. Cái này em bỏ trong cái túi của em được mà. Ừ, biết rồi. Thì cái này em bỏ. Cái này thì em bỏ có 3 ngăn, thì em bỏ một ngăn cơm, một ngăn canh, một canh à, một canh cơm với lại thức ăn với sang. Cơm với thức ăn với rau. Cơm, thức ăn với rau. Còn cái canh thì lấy cái hộp riêng canh. Có canh ấy. Ôi, em thích màu xanh này này. Ừ. Sao biết em thích màu xanh này? Em không thích màu đỏ, em không thích màu vàng. Ừ. Màu xanh này thích. Đấy. Xin kêu anh. À, cả nhà hôm xin trước kêu, thì là cả nhà hôm trước thì là My cũng có mua những cái mà đựng cơm để mang đi làm rồi. Nhưng mà một hôm ấy thì là đi cùng với chị Hòa, thế là bị ngã xe, thế là một cái bể. Nó văng cái túi cơm từ lỗ xe mà nó bay cái chiếu ra. Một cái thì là mà bị ngã xe rồi là bị vỡ.
còn một cái thì cách đây mấy ngày rồi là để trên bếp rồi là nó trơn, nó rơi xuống lại cái choang một phát nữa lại bể. Rồi hôm qua lại có một cái chai tương gì đấy nữa cũng thủy tinh cũng bể. Thế là chiều qua hôm mới bảo là bây giờ nhá, trong nhà ấy có những cái đồ gì mà đồ thủy tinh ấy chắc là phải cất đi, giấu hết đi thì em đập hết á, phải mua cho mấy cái inox những cái bằng sắt ấy thì mới không bể được. Thì thấy mấy hôm vỡ thấy chưa mua ấy, thì Hùng có đặt trên mạng một cái hộp đựng cơm thủy tinh, vẫn là thủy tinh mọi người ạ. Lúc đầu thì lúc đầu anh định đặt cho em cái hộp cơm dạng mà kiểu giữ nhiệt ấy, giữ nhiệt hoặc là không giữ nhiệt cơ. Lúc đầu định bỏ là giữ nhiệt, nhưng mà nghĩ lại là giữ nhiệt thì nó khoảng 6 tiếng mà mi thường ví dụ như là buổi tối nấu ăn thì là để đến trưa ngày hôm sau là 12 mấy tiếng nha ạ, thì nó cũng không có nóng được. Rồi là sau này lại nghĩ hay là mua cái mà cắm điện vào để hâm nóng, nhưng mà thấy nó cũng không có hiệu quả lắm. Mà trong khi đấy là trên công ty thì sẽ có máy có lò vi sóng đúng không? Đấy thì là mình bảo là thôi không cần mua những cái đấy, mình cần mua thủy tinh rồi lên trên đấy mình bỏ vào vi sóng mình quay là nó nóng lên, nó không cần phải những cái thứ đấy. Nên là quyết định mua lọ thủy, cái hộp đựng cơm bằng thủy tinh 3 ngăn. Cái này cho nó tiếng đỡ phải nhiều hộp, mỗi hôm là mi là 3-4 hộp, hộp cơm này, hộp cái là thức ăn rồi hộp canh này, nhiều hộp. Còn bây giờ này chung lại một hộp, là một tí hộp nhỏ nhỏ đựng canh nữa là đẹp. Mỗi lần xài hộp thủy tinh thì nó thích, nhưng mà mỗi lần em ấy á, em rửa em hơi sợ. Tại vì tay em nhỏ em cầm nó toàn bị trơn trơn thôi. Nãy giờ em đang ở trên nhà Thương à? Vâng. Em con chuẩn bị tí xíu đi lễ. Tối hôm nay là 24 thì là lễ Noel. Đấy, thì là không biết là tất cả quý vị và khán giả thì có ăn Noel, lễ ăn Noel có to hay không. Nhưng mà nhà Hùng năm nay thì là mấy nhà chơi với nhau ấy, thì sẽ chung nhau, sẽ tập trung vào một nhà và năm lẩu hay nữa. Vừa nướng vừa lẩu. Sẽ chung 3-4 nhà sẽ chung nhau vừa làm lẩu vừa làm nướng. Thì chiều My vừa đi làm về thì có lên trên đấy phụ. Bây giờ thì tí nữa sẽ đi lễ xong lại về ăn cho nó thoải mái cả nhà. Đấy là Noel ở chỗ của bọn Hùng. Thì tập trung nhau ăn rồi sau đó đi lễ. Đi lễ về mà ai có thích lượn lên bờ hồ hay là đi đâu nữa thì đi. Gì nữa? Không. Và cũng là một cái mùa đợt Noel ấy. Thì Hùng sẽ xin chúc tất cả các quý vị khán giả có một mùa Giáng sinh thật là an lành, hạnh phúc, ấm áp này, cùng với tất cả những người thân trong gia đình mình. Và gì nữa ta? Em có muốn nói gì với mọi người không? Chúc Giáng sinh thì anh chúc rồi đúng không? Này em sẽ kiểu bữa giờ em sẽ nói lý do là vì sao bữa giờ mình không có video nha. Em nói đi. Mọi người thông cảm cho vợ chồng My vì hơn cả tuần nay không có video cũng buồn, video cũng buồn lắm mọi người ạ. Nhưng mà tại vì công việc của hai đứa kiểu là nó hơi bận ấy, mà với lại là dạo này là hơi áp lực nhiều thứ mà tùm lum, với lại cũng không nghĩ ra được là quay những cái gì á, nên là dạo này không có video, mong mọi người thông cảm nha. Nhưng mà mong mọi người là vẫn tiếp tục ủng hộ vợ chồng My và hãy subscribe, like và chia sẻ nha mọi người. Ok. Và bây giờ thì Hùng sẽ xin kết thúc video này ở đây. Một lần nữa chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, an lành nha. Bye bye.